Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tỉnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Tên gọi có ý nghĩa gì? Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Luca chương 3 câu 31, Sự ký nhất chương 3 từ câu 4 đến câu 9. Melea con Menna, Menna con Mattatha, Mattatha con Nathan, Nathan con David. Sáu người con này sinh tại Hebron, nơi David trị vì 7 năm 6 tháng. Còn tại Jerusalem, David trị vì 33 năm. Đây là các con của David sinh tại Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan và Salomon. Bốn người con này đều do bà Bathsheba, con gái của Amien, sinh cho David. Ngoài ra, David còn có các con trai khác là Jibcha, Elisua, Eliphelet, Noga, Nephet, Japhia, Elisama, Eliyada và Eliphelet, tất cả 9 người. Đó là các con trai của David, chưa kể các con trai của những cung phi và Tama là chị em của họ. Và câu kinh thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Luca chương 3 câu 23. Theo người ta tin thì Giê-xu là con Giô-sép. Trong thời điểm của Chúa, con trai cô phi của chúng tôi được sinh ra vào ngày thứ sáu, đúng với ý nghĩa của tên cháu. Cậu bé sinh ra vào thứ sáu. Chúng tôi đặt tên con theo tên của người bạn ở Ghana, vì mục sư có đứa con trai duy nhất đã mất. Ông luôn cầu nguyện cho cô phi, con trai của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng điều đó. Thật dễ bỏ qua ý nghĩa của một cái tên nếu bạn không biết câu chuyện đằng sau nó. Trong Luca chương 3, chúng ta thấy một chi tiết hấp dẫn về một cái tên trong dòng dõi của Joseph. Gia phả của Joseph truy ngược nguồn gốc của ông đến Adam và thậm chí đến Đức Chúa Trời. Câu 31 cho biết, Nathan con David. Nathan sao? Thật thú vị. Trong Sự ký nhất chương 3 câu 5, chúng ta biết rằng Nathan được sinh ra bởi Bathsheba. Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi David đặt tên cho con của Bathsheba là Nathan? Hãy nhớ lại câu chuyện lịch sử. Bathsheba lẽ ra không phải là vợ của David, và tiên tri Nathan đã can đảm quở trách vua David vì ông lạm dụng quyền lực để chiếm đoạt Bathsheba và giết chồng bà. David đã chấp nhận lời khiển trách thẳng thắn của tiên tri Nathan và ăn năn tội lỗi khủng khiếp đó. Qua sự rịch lành của thời gian, ông đặt tên cho con trai mình là Nathan. Thật thích hợp vì đây là con trai của Bathsheba và là một trong những tổ phụ của Joseph, cha về phần xác của Chúa Giê-xu. Trong Kinh Thánh, chúng ta liên tục thấy ân điển của Chúa trong mọi điều, thậm chí với cái tên ít người biết trong gia phả, ít ai đọc, ân điển của Chúa ở khắp mọi nơi. Bạn thấy ân điển của Chúa bày tỏ thế nào trong những nơi không ngờ tới trong đời sống bạn? Việc tập trung vào câu chuyện lớn của Chúa giúp bạn tìm thấy ân điển dành cho mình trong câu chuyện đó ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn thấy ân điển của Ngài ở mọi nơi chúng con nhìn. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tỉnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.